Xin chào anh chị. Hiện tại tôi đang đứng ở đây cũng là ấp Quân Y, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Hôm nay chúng tôi cập nhật một số sản phẩm ở ngay ấp Quân Y và ngay cái tuyến số 4 luôn anh chị ha. Trước mặt anh chị là vườn cao su có 5 hectare này. Cao su này khá đẹp nha anh chị nhá. Vườn cao su này được khoảng chừng 4-5 năm tuổi rồi. Đó. Đó, anh chị theo. Đất đây cực kỳ bằng phẳng luôn. Cực kỳ bằng phẳng luôn anh chị ha. Và rất là gần đường nhựa liên huyện nhé. Đấy, đường nhựa liên huyện ở ngoài vườn cao su đó, tí tôi quay ra cho anh chị xem. Cách đường nhựa liên huyện khoảng chừng 200-300 mét rồi cách tuyến số 4 khoảng 500 mét, cách tuyến trung tâm khoảng 700 mét. Và cái đất 5 hecta này nó được là 370 mét mặt đường. Đất bằng gang luôn anh chị ạ. Đấy, anh chị thấy này. Trên đất nó có cái ngày xưa chủ đất người ta ở đây luôn này. Đó, ngày xưa chủ đất người ta ở đây luôn này anh chị ha. Đất đỏ ba gian nhé. Đất đỏ ba gian này. Đó, cây đều đẹp anh chị nhá. Ông chủ này rất là thiện chí bán nhá. Đó, anh chị nhá. Số thì số đất thì rất là rõ ràng. Đó. 5 hecta. Từ đây ra ngoài DT41 ra chợ siêu thị trung tâm hành chính huyện của chúng ta, chính huyện Đồng Phú của chúng ta ấy, thì nó rơi vào khoảng 2 cây số đấy. Còn vào khu công nghiệp BKMX Đồng Phú thì khoảng 4 cây đi. Vì ngoài này ngoài đầu rồi, ngoài đầu tuyến số 4 đó. Như vừa tôi chia sẻ là tuyến số 4 thì khoảng từ đây ra tuyến số 4 khoảng 500 mét thôi. Còn ra đường nhựa kia khoảng 300 mét, 200-300 mét thôi. Anh chị ạ, à, tôi quay thật nhanh để cho anh chị nắm bắt được. À, còn để chi tiết thì anh chị phải lên xem đất nhá anh chị ha. Đó. Đó. Tôi quét camera một vòng này. Toàn bộ cao su non ở đây là của ông này ông hết, của ông này hết anh chị ha. À, 5 mẫu. Đất rất là bằng phẳng. 370 mét mặt đường. 370 mét mặt đường anh chị nhá. Đó. Đây, đất đỏ ba gian đây. Đó. Rồi, bây giờ tôi cùng anh chị chạy đến cuối đất nhá. Quay nhanh cho anh chị xem. Ấp Quân Y, địa chỉ của nó là ấp Quân Y Tân Lợi Đồng Phú Bình Phước. Đất diện tích là 5 hecta, chỉ có một sổ thôi anh chị ha. Đó. Rồi. Mình ra đầu đất. Ngày xưa ông này ông có làm đường vào nhà của ông này. Đó. Con đường này không hiển thị đâu. Đường này là đất của ông thôi. Đó. Đây, đường ngoài này hiển thị này. Đó, đường này người ta đang làm luôn này. Làm mới luôn này. Đó. Đấy, ra đường nhựa lên huyện này đi hôm nay. 200 mét là ra rồi, tí chạy ra ngoài đây nhá. Đây, còn đất của ông bắt đầu từ đây, từ cây cao su này. Hất xuống dưới kia 370 mét mặt đường. Đó. Bắt đầu từ đây nhá. 370 mét mặt đường. Anh chỉ thấy đất thế nào? Đất bằng phẳng đúng không? Bằng phẳng. Đó, hôm nay nó đang đổ đất này, đang làm này. Đó, cao su khoảng 4-5 năm gì đó. Cao su này cũng lớn rồi đấy. Cao su mà gặp cái đất đỏ ba gian này thì khỏi chê. Đó. Năng suất rất là cao luôn. Ở Bình Phước của chúng ta thì có cái chất đất là đất đỏ ba gian rất là tốt, màu mỡ anh chị nhé. Làm vườn làm gì đó thì nên mua mấy cái đất này. Đó. Còn cái vị trí tôi đứng ở đây thì nó để đầu tư thôi. Khi làm vườn bây giờ ở đây thì người ta cũng ít làm vườn rồi. Thì ở đây gần thị trấn rồi. Gần thị trấn, gần các trung tâm lớn rồi gần các khu công nghiệp, đất ở đây không phù hợp để làm vườn nữa đâu anh chị nhé. Tuy nhiên thì các bác đại gia nào mà có tiền ấy thì mua để đó cũng được, sau này làm trang trại vườn của gia đình đó, tùy mục đích sử dụng của từng người anh chị ha. Cái đường này đang làm nó còn đi sâu bên trong nữa nên nhưng mà cái đất của mình đến đây thôi, tôi chỉ quay đến đây thôi anh chị nhé. Đây, đến vườn điều này hết đây. Đó, vườn điều kia của người ta, còn vườn cao su này của 5 hecta của ông chủ này. Tôi quay xe lại nhé, nhanh cho chị xem. Giờ chạy ra đường nhựa này. Đó. Ông này thì có hai cái đất, ông cái khu vực này ông có hai, ông có tận 6,5 hecta được, hai sổ. Mà cái video này tôi chỉ quay cái miếng 5 hecta này thôi. Đó. Cái đất này nó có một con đường quy hoạch chạy giữa đất luôn. Rất bằng phẳng đúng không chị ha. Và anh chị nào mà muốn cảm nhận thực tế
hơn thì mình phải lên đất. Chị nhắc video tình cảnh nó mang tính chất là cho mình tham khảo thôi, chứ không có chính xác được đâu. Đó, mình phải tận tay, tận đặt tận đất thì mới được. Đấy, bắt đầu đến đây là hết. Giờ ra đường nhựa này. Làm mẫu 370 mặt đường. Đúng ra nếu mà đi thẳng ấy thì chắc khoảng hơn 100 mét. Nhưng mà do là cái đường này nó không thẳng, đường nó cong. Nóng xuống đây. Đi đâu đi thẳng này ra tuyến số 4 luôn này. Nó gần tuyến số 4 lắm anh chị. Đó, đi thẳng ra đây tuyến số 4 này. Đó, đường nhựa liên huyện, chỗ máy cày đang chạy. Đường này đường 32 mét. Đường này hướng này ra thị trấn này, ra đi T41 này, chợ siêu thị này, hướng này vào ủy ban Tân Lợi anh chị nhá. Đấy, đến đây là hết rồi. Đó, đường nhựa đi thẳng vào đất anh chị nhá. Rồi tôi xin phép tôi đậu ở đây đi. Đó, thì anh chị nào mà quan tâm đến cái miếng cao su 5 mẫu này, 370 mét mặt đường, ấp Quân Y, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, thì liên hệ cho tôi thông qua số điện thoại là 0918645130 anh chị nhá. Anh chị đừng quên đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới, những sản phẩm mới từ CVT Land anh chị nhé. Ngoài ra thì anh chị cũng có thể truy cập vào website công ty của chúng tôi là cvtland.com để tìm kiếm thêm những sản phẩm mới anh chị nhé. Một lần nữa xin cảm ơn.